Xin chào các bạn. Hôm nay Tiêu lại tiếp tục lên đường dạy bơi, tiên cá. Dạo này bận rộn quá các bạn ơi. Không có go live trực tiếp như thế này đúng không? Bởi vì đi dạy bơi suốt. Để tìm ra đệ tử tiên cá thật sự trong các bạn thật là khó quá. Dạy bơi rất là nhiều bạn rồi mà vẫn chưa thấy bạn nào có khả năng trở thành tiên cá nhanh chóng. Cần phải có rất nhiều thời gian. Đó là lý do mà chương trình dạy bơi tiên cá sẽ bắt đầu giảm bớt lại. Tôi sẽ bắt đầu đi dạy bơi bớt lại để chuyển qua tiếp tục đi làm những nghiên cứu về động vật, về những dự án bảo tồn thiên nhiên và động vật. Tất nhiên là phải luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn bè ủng hộ trên YouTube thì tôi mới làm được điều đó. Nếu các bạn không ủng hộ nữa thì tôi cũng không muốn đi cứu động vật để làm cái gì, rất mất thời gian và mệt mỏi. Các bạn ơi, tiện thể cho các bạn coi cái điều này. Biết điều gì không? Thấy gì không? Chào đối tác, YouTube đang tiến hành rà soát và thông báo những cái nét ân linh. Có nghĩa là sẽ bỏ những cái liên kết với những cái kênh mà làm nội dung cho trẻ em mà vi phạm, là làm những cái clip bậy bạ, dụ dỗ trẻ em á, thì sẽ bị YouTube xóa kênh hay là không cho kiếm tiền nữa. Như Tiêu đã nói cách đây vài tháng trước, những bạn mà làm YouTuber mà làm những cái điều tiêu cực á, làm ảnh hưởng đến YouTube rất là nhiều. Mới gần đây là một số hãng quảng cáo nổi tiếng đã ngừng hợp tác với YouTube. Rồi một số doanh nghiệp nổi tiếng giống như là Adidas, Nike, mấy cái hãng nổi tiếng họ bỏ liên kết với YouTube hết, là họ không trả tiền quảng cáo cho YouTube nữa. Bởi vì những cái video clip ở trên mạng á, đang làm về nội dung trẻ em á, rất là tiêu cực. Họ không thích cái clip quảng cáo của họ chạy trên những cái kênh như vậy. Nên những cái bạn mà làm những cái clip bậy bạ là YouTube sẽ loại bỏ luôn, để không làm ảnh hưởng đến việc quảng cáo của người ta nữa. Đó là lý do mà tôi đã nhắn nhủ các bạn cách đây 3 tháng trước rồi, mà những cái clip tiêu cực vẫn tiếp tục xuất hiện ở trên mạng. Nên tất nhiên là cơ hội kiếm tiền dành cho những bạn làm những việc tiêu cực cũng sẽ sắp kết thúc rồi. Và chỉ đến với cái câu lạc bộ tiên cá của Tiêu, tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật. Các bạn nhớ ủng hộ Tiêu nha. Sắp tới tôi sẽ đi nghiên cứu về loài vật siêu quý hiếm nhất trên thế giới mà chỉ Việt Nam có. Đố các bạn biết đó là con gì. Và trong tháng 12 này tôi sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Thì các bạn ủng hộ kênh tôi càng nhiều thì các bạn càng biết được nhiều điều lợi ích tốt cho các bạn, tốt cho mọi người xung quanh và tốt cho cả thế giới nữa. Và chắc chắn là sẽ luôn có rất nhiều niềm vui mang đến cho tất cả muôn loài trong tương lai, nhờ sự phát triển của câu lạc bộ tiên cá của Tiêu đào tạo ra nhiều người cá hơn nữa để cứu thiên nhiên và động vật. Các bạn bây giờ đã thấy kênh YouTube của Tiêu thật sự là một nơi rất tốt cho trẻ em rồi đúng không? Tất nhiên Tiêu cũng chờ xem những bạn đang làm hại trên cộng đồng sẽ bị YouTube đối xử như thế nào trong tương lai nhé. Bắt cho Tiêu chiếc ráp xe ôm lẹ đi, đi dạy bơi tới giờ rồi. À còn một điều nữa tôi muốn nói với mấy cái bạn mà tặng quà Tết Trung Thu á, là bữa giờ tôi nói là đi tặng cho các bạn mà tôi chưa có thời gian, bởi vì tôi đi dạy bơi suốt luôn các bạn ơi. Xin lỗi, ráng đợi Tiêu, tuần sau sẽ nhận được quà. Bởi vậy thà các bạn mua đuôi tiên cá đi, bỏ tiền ra mua đi, chứ đừng có đợi Tiêu tặng tặng cho các bạn. Mà cái này á, đuôi tiên cá này không phải của Tiêu sản xuất mà là của nhà tôi sản xuất nè, của Mỹ Nhân Ngư Simi nè. Cô ấy quản lý việc kinh doanh đuôi tiên cá, còn Tiêu là quản lý việc dạy bơi người cá. Và có cái gì tốt là tôi tặng cho mấy bạn. Tiêu cũng giống như các bạn vậy đó, mình giống nhau mà. Vậy mà các bạn cứ xin đuôi tiên cá của Tiêu hoài, phải nói là làm ăn tươi xanh, Tiêu sẽ lấy đuôi cá tặng cho các bạn được. Còn bây giờ chưa có được, người Mỹ Nhân Ngư Simi chưa có hài lòng lắm. Mà Tiêu cứ lấy đồ tặng cho mấy bạn hoài là nhà tôi sẽ rất là không vui. Bởi vậy các bạn mà được tặng quà Tết Trung Thu, đợi Tiêu nha, tuần sau tôi tặng nha. Nhân tiện Tiêu cũng xin thông báo đồ bơi tiên cá là độc quyền thiết kế, không có chi nhánh ở nơi khác, duy nhất ở một địa điểm 377 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh nha các bạn. Các bạn có thể mua hàng trên website tiun.vn, sẽ hoạt động chính thức vào năm mới. Ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì Tiun sẽ cho cái chức năng thanh toán online trên website này luôn. Còn một trang web nữa là tiun.co, là web công nghệ của Tiun đã làm 6 năm về thiết kế website và phần mềm. Thì
Ai mà muốn làm website thì đến tion.co, còn ai mà muốn làm người cá thì đến tion.vn nha.